Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Nguyên nhân thật sự khiến cựu giám đốc công an Đỗ Hữu Ca quay xe nhận tội, mặc dù từ đầu luôn bác bỏ, tuyên bố thẳng thừng tôi không có tội. Quý vị thân mến, thời gian trước, cái tên Đỗ Hữu Ca đã gây ra không ít sóng gió khi mang danh cựu giám đốc công an nhưng lại vướng vào vòng lao lý, tham nhũng, được nhờ can thiệp chạy án cho vợ chồng trùm buôn hóa đơn. Ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, đã 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ để chạy án. Khi vợ nạn nhân đòi lại số tiền trên vì chạy án bất thành, ông Ca không trả lại tiền, còn mắng đuổi về và quả thực tham thì thâm. Ông Ca chính là khúc cùi tiếp theo bị bác Trọng cho vào lò. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, cùng 12 bị cáo khác với các tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phần xét hỏi, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng bất ngờ thay đổi lại lời khai. Sau khi về trại giam suy nghĩ lại, tôi nhận thấy nhận thức có sự chưa chuẩn. Phần do tuổi cao, phần do rời xa công việc khá lâu, tôi xin thay đổi lại lời khai, đồng ý với nội dung cáo trạng đã nêu, truy tố tôi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi xin thành khẩn khai báo, xin ăn năn hối cải về hành vi của mình. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân tôi. Để tôi có thể sớm trở về với gia đình, bị cáo Đỗ Hữu Ca nói, bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người đúng tội. Ngay sau lời trình bày của bị cáo Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử đã chuyển sang phần tranh tụng trước đó. Cũng tại phần xét hỏi, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng nhiều lần khẳng định không biết mục đích vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh mang tiền đến nhà mình để nhờ chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng từ vợ chồng Đức, nhưng một mực phủ nhận cáo buộc, hứa chạy án mà chỉ có mục đích giữ hộ để tìm cách giúp đôi vợ chồng này khắc phục hậu quả. Ngọc Anh đến là kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại, anh cứu em. Tôi coi Đức như em tôi rất lo cho Đức, nhưng tôi cứu Đức là theo pháp luật, đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Vợ chồng Ngọc Anh mang đến nhà tôi số tiền rất lớn và không báo trước. Tôi rất bất ngờ cách chuyển tiền của Ngọc Anh, không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này là tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu. Bị cáo Ca nói về việc 4 lần nhận 35 tỷ đồng, bị cáo Đỗ Hữu Ca phân trần, vì coi Đức như em nên khi vợ Đức đến nhà khóc lóc xin cứu chồng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng có suy nghĩ tìm cách cứu Đức trên cơ sở quy định pháp luật, với nguyên tắc đã xâm phạm tiền nhà nước thì phải bồi thường để hưởng khoan hồng, chứ bản thân bị cáo Ca không chấp nhận việc chạy trọt. Khi bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đến nhà, bị cáo Ca nói muốn cứu Đức thì phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt nhà nước, chuẩn bị ngay 10% trên tổng số giá trị hóa đơn mua bán để khắc phục hậu quả và chuẩn bị thêm số tiền nữa nếu phát sinh thì dùng đến. Tôi không hề nói Ngọc Anh đem 20 tỷ đi chạy tội cho Đức, không nói mang tiền đến nhà tôi. Đây là theo bị cáo Ca, mỗi lần vợ Đức mang tiền đến nhà mình cũng cập dập như chạy loạn, lần nào Ngọc Anh mang tiền đến cũng nói anh cất tiền cho em, anh cất cho em mà không nói rõ tiền gì. Tôi chỉ nghĩ anh em với nhau trong lúc khó khăn thì cứ giúp nhau, tôi không hề biết rằng mục đích của Ngọc Anh đem tiền đến để chạy tội. Cái sai của tôi là mặc định chủ quan số tiền này là đem đi khắc phục hậu quả nên không hỏi tiền ở đâu, tiền dùng làm gì, nhận tiền tôi cứ cất đi, không kiểm đếm. Khi nhận thấy tiền này liên quan vụ án công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra nên đã chủ động nộp lại, tôi không hề có ý định chiếm đoạt số tiền này, bị cáo Ca khẳng định. Trả lời câu hỏi vì sao sau đó Ngọc Anh đến đòi lại tiền, bị cáo có trả lại không, ông Ca khai không có việc này trong đầu tôi. Từ đầu đến cuối không bao giờ có ý định lừa tiền chiếm đoạt của vợ chồng Đức. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Theo tài liệu điều tra, Trương Xuân Đức sinh năm 1971, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, kết hôn với Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979. Vào năm 2007, cả hai cùng quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò kế toán trưởng của công ty và được Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty từ năm 2014 đến năm 2021. Vợ chồng Đức đã sử dụng căn cước công dân của bản thân và của người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên để thành lập thêm các công ty nhằm hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng Đức Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Vào khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Đức biết tin Trương Văn Nam là cháu của Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng Đức quản lý điều hành. Ngay sau đó đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Sau đó Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty Thái Bình Dương mà Đức và Ngọc Anh quản lý điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu tác động chạy án cho Đức. Mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca. Qua trao đổi được biết, doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của công ty Thái Bình Dương, tương đương 20 tỷ đồng và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà. Lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Đức rút 8 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng. Sau đó cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố Thái Bình. Gặp bạn là Nguyễn Văn Đê nhờ chuyển cho Ngọc Anh. Sau khi liên lạc với Đê nhận 10 tỷ đựng trong hai túi du lịch, Ngọc Anh mang đến phòng khách nhà ông Ca. Khi gặp Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng nhờ Ca giúp chạy tội cho Đức và được Ca đồng ý. Sau đó Ngọc Anh để lại tiền và ra về. Khoảng một tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc lo chạy án nhưng nhận được câu trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, nên Đức lo lắng về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng, rồi lại nhờ Nguyễn Văn Đê chờ đến nhà ông Ca. Khi đến nơi, Đê chờ ở ngoài, còn Đức mang tiền vào để vào trong phòng ngủ tầng 1 của nhà ông Ca. Nóng, bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử vì bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Liệu rằng bà Lan có thể vượt qua giai đoạn này tự cứu lấy mình được hay không? Sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm và nghị án, bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án tử hình về tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 4 án chung thân với 4 bị cáo gồm 3 cựu lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB là bị cáo Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã trốn truy nã, xét xử vắng mặt. Bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Trong quy định của pháp luật hiện hành, tử hình là hình phạt cao nhất. Một câu hỏi được đặt ra là vậy sau phán quyết điều trên, bà Trương Mỹ Lan có còn cơ hội sống không? Liên quan tới vấn đề trên, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khoản 1 điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015, tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về chất cấm, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự quy định. Hiện nay, trong Bộ luật Hình sự hiện hành có 18 tội phạm áp dụng hình phạt tử hình, trong đó nhóm tội phạm liên quan tới tham nhũng có tội nhận hối lộ và tham ô tài sản có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo luật sư, trong vụ án này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm và bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Theo quy định của pháp luật, trong vòng thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án, bà Trương Mỹ Lan có quyền kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị xem xét lại phán quyết trên. Ngoài ra, theo pháp luật, tố tụng hình sự hiện hành trong vòng 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Đồng tình với quan điểm trên, một luật sư khác chia sẻ một số trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình. Theo luật sư, người phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 40 Bộ luật Hình sự hiện hành sẽ không áp dụng án tử hình, cụ thể người phạm tội dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. Bên cạnh đó, luật sư cũng cho biết không thi hành án tử về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Với quy định trên, trong tiến trình tố tụng phúc thẩm thi hành án tiếp theo, bà Lan nộp ít nhất 3/4 số tiền đã bị cáo buộc tham ô thì sẽ không bị thi hành án tử hình. Lúc này, căn cứ theo khoản 4 điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015, hình phạt tử hình sẽ chuyển xuống chung thân.
Trước đó, hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố bị cáo Lan và đồng phạm gây hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho SCB. Từ đó, ngân hàng này rơi vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Hành vi của 86 bị cáo mang tính chất có tổ chức, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Từ đó khẳng định phải có mức án nghiêm khắc nhất với bà Trương Mỹ Lan về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án. Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay có dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan, trong toàn bộ vụ án, hội đồng xét xử buộc 6 công ty và 2 cá nhân nộp lại tiền. Trong đó, hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng, buộc công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Buộc bà Mai Ngọc Ngà nộp lại số tiền 19,3 tỷ đồng, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, buộc công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng đối với quan hệ thế chấp bảo đảm liên quan các quyền sử dụng đất của công ty Âu Lạc và công ty Hạ Long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB. Cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng, hội đồng xét xử xét cần tách ra để công ty Tuần Châu và công ty Âu Lạc giải quyết với ngân hàng SCB và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác. Khi các bên có yêu cầu, tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo trong những người liên quan khác. Tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, giao cho C03 Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan, đồng thời tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1.000 hectare thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến 6 bất động sản của công ty cổ phần đầu tư Quốc Cường Gia Lai. Công ty này muốn được gỡ kê biên nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số bất động sản nêu trên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan gần 2.883 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà Lan, tòa tuyên khi nào Quốc Cường Gia Lai hoàn trả số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản đó, đồng thời tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1 hectare tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án số tiền 2.882,8 tỷ đồng và 16 bất động sản bị kê biên trong vụ án này liên quan trực tiếp đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc buộc sư chủ trì Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng, căn cứ vào đòi hỏi của vong oan trái chủ hoặc yêu cầu của sao xấu đang báo ứng sư Thích Trúc Thái Minh, căn cứ vào khả năng cúng sao giải hạn của sư Thích Thanh Quyết, kết hợp với phép nhiệm màu nộp tiền thỉnh vong, giải nghiệp và cúng sao giải hạn đang thực hành hiệu quả tại nhiều nhà chùa Việt Nam, tôi chính thức đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải thành lập nộp toàn bộ số tiền thu được lâu nay tại chùa Ba Vàng cho sư Thích Thanh Quyết để cúng dâng sao giải hạn và giải nghiệp cho. Đó là việc làm nhân văn và tuân thủ theo giới luật của giải vong và dâng sao giải hạn. Quý vị thân mến, những gì đang diễn ra đã trở thành chuỗi đại họa đưa Phật giáo lao vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy. Từ các vụ nhà sư trác táng đến cơn lốc buôn thánh bán thần, Phật giáo đang chứng kiến sự hỗn loạn cực độ. Nhà chùa có nơi trở thành cơ sở tôn giáo, trong khi cán bộ tôn giáo có chỗ khoác áo nhà sư và Phật tử thì u mê ngưỡng vọng vào tà ma quỷ thuyết. Chùa nhiều Phật đông nhưng quỷ ma nhan nhản, những bức tượng Phật cao nhất Đông Nam Á và những ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á đã mọc lên trên một quốc gia. Có những điều tồi tệ, vốn bị nghiêm cấm trong giáo lý nhà Phật, có lẽ cũng thuộc vào hạng nhất, nhì Đông Nam Á, từ ăn cắp, hiếp dâm, thâu tóm đất đai, tài sản và nhiều tệ nạn khác. Cuộc khủng hoảng đạo đức xã hội thật mỉa mai cùng cực lại tỷ lệ thuận với cơn lốc xây chùa và cơn sốt đi chùa. Chùa chiền đang được xã hội hóa thì tại sao giáo lý Phật giáo đã không được xã hội hóa để giúp xã hội tốt hơn, con người sống tốt hơn, lòng người chân thành hơn, tâm trí chúng sinh bình an hơn? Nếu nhà chùa đang gieo nhân tốt thì tại sao quả gặt được lại kinh khủng đến vậy?
luật nhân quả nào có thể giải thích điều này? Thực tế thì sự bùng nổ chùa chiền đã gieo những cá nhân khác hơn là khi mà chính nhà chùa và nhà sư trong đó đã tự gặt ra yếu tố đạo đức cá nhân và phẩm hạnh nhà tu để trở thành một phần của cái gọi là nhà sư làm kinh tế, buôn thánh bán thần. Phật giả, giả Phật, chùa giả chùa, tăng giả tăng, chỉ có điều này là thật. Mặt pháp Phật thật đang khóc. Có lẽ vậy, Phật giả vừa đếm tiền vừa cười, Bồ Tát thật đang tụng niệm để Phật giáo thoát khỏi kiếp nạn tai ương. Bồ Tát giả thì lần tràng hạt phủ độ chúng sinh bằng hoa ngôn ma mị. Câu hỏi lớn nhất cần được quan tâm không chỉ là tình trạng kinh doanh Phật giáo, mà còn là tại sao ngày càng có nhiều Phật tử không nhìn thấy được Phật giả trong những kiến trúc giả chùa. Những hàng dài người đi chùa không cho thấy Phật giáo đang phát triển, mà ngược lại, nhang khói nghi ngút dường như càng che mờ con đường giác ngộ đích thực mà giáo lý Phật giáo truyền dạy. Đi chùa viếng Phật, một nét văn hóa tôn giáo trang nghiêm gắn liền với văn hóa dân tộc đã biến thành một hoạt động đi mua bán tâm linh để mua những thứ mà ngoài đời không thể mua được. Từ giấc mơ, khát vọng đến danh vọng và tài lộc, Bồ Tát nào chứng, Phật nào chứng, cơn lốc xây chùa có thể không bùng nổ nếu những kẻ buôn thánh bán thần không nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của nhân dân và Phật tử u mê. Theo Phật học, vị trí của con người là tối thượng, con người là chủ nhân của chính mình và không có một thực thể hay quyền năng nào cao hơn để định đoạt số phận của họ. Đức Phật dạy người ta là nơi nương tựa của chính mình, còn ai khác nữa có thể là nơi nương tựa. Ngài khuyên các môn đệ hái là một nơi nương tựa cho chính mình và không bao giờ nên tìm nơi nương tựa hay sự giúp đỡ của bất kỳ người nào khác. Ngài giảng dạy, khuyến khích và cổ vũ mỗi người hãy tự mở mang và tìm sự giải thoát cho chính mình, vì con người có năng lực giải thoát mình ra khỏi mọi ràng buộc bằng trí tuệ và nỗ lực riêng. Đức Phật dạy, các người nên làm công việc của mình, vì các đức Như Lai chỉ dạy con đường mà thôi. Nếu Đức Phật được gọi là một người cứu thế đi chăng nữa, thì cũng chỉ có nghĩa rằng Ngài đã tìm ra và chỉ con đường đi đến giải thoát. Nhưng chúng ta phải bước trên con đường ấy bằng chính mình. Trong quyển Thấy Phật, giáo sư Cao Huy Thuần viết, Ngài ở cùng khắp, Ngài ở xung quanh chúng ta, ai cũng có thể thấy Ngài, nếu tâm sáng và tùy tâm sáng đến đâu thì thấy Phật rõ đến vậy. Niệm Phật là làm cho tâm sáng, và tâm sáng thì Phật hiện, bởi vì Phật ở cùng khắp, thì tất nhiên Phật cũng ở trong tâm ta. Ai đi sâu vào Phật học sẽ thán phục mối tương quan sâu thẳm giữa lòng tin, luôn dựa lên trí tuệ và trí tuệ, chỉ có thể sáng chiếu đến chân lý. Nếu được lòng tin hỗ trợ, thấy Phật cũng chỉ bình thường vậy thôi, không phải ở trên ngôi sao kia mà ở ngay trong lòng. Xa đời cách đây 2546 năm, Đức Phật vẫn còn ở quanh ta để luôn nói với ta tiếng nói từ trong tâm rằng, ta đã sinh làm người và từ người chứ không từ đâu khác. Từ ta, từ chính ta đã chứng ngộ, thật khó có thể đòi hỏi một người bình dân thấy được Phật như cách ông Cao Huy Thuần thấy hoặc nhìn ra được. Tuy nhiên, Phật giáo là uyên thâm, nhưng Phật tử thì không cần tu học đến uyên bác như các bậc tuệ sĩ hay Lê Mạnh Thát để hiểu thấu đạo Phật Pháp. Muốn thấy Phật không phải là điều bất khả, ai cũng có thể thấy rằng Phật không ở trong chùa, Phật ở trong tâm, không Phật tử nào mà không ít nhất một lần nghe như vậy. Chưa có bất kỳ quyển giáo lý hoặc triết học Phật giáo nào nhắc đến những hành vi mê tín dị đoan như là phương tiện để được chứng giám sự thành tâm hoặc để giúp tìm đến chân lý tối thượng của đạo Phật. Có thể những Phật tử tu hành cả đời theo những gì giáo lý Phật giáo truyền dụ cũng chưa được gặp Phật, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ chẳng bao giờ thấy được Phật cho dù họ đi chùa bao nhiêu lần, quỳ lệ tượng Phật bao nhiêu cái và cúng dường bao nhiêu tiền, chừng nào còn mang đến chùa. Những thứ mà Phật giáo khuyên dạy cần phải buông bỏ, chừng nào mà trí còn loạn và tâm còn đóng trước cửa nhà Phật thì làm sao có thể thấy được Phật, ngay cả khi tượng Phật ở ngay trước mắt. Vào thời của Ajahn Mun và Ajahn Sao, đời sống giản dị hơn, ít phức tạp hơn bây giờ rất nhiều. Thời đó chưa tăng, có ít bổn phận và lĩnh nghi. Họ sống trong rừng và không có chỗ nghỉ ngơi cố định, họ có thể dành hết thời gian của mình để ngồi thiền. Họ ít khi có được những sự tiện nghi, sung túc mà nhiều người xuất gia hưởng thụ. Vào thời này, họ tự làm ly nước và từ thân tre. Người tại gia ít khi viếng thăm các tăng sĩ, không muốn hay không đòi hỏi nhiều mà phải chấp nhận những gì họ có. Họ sống và thở trong thiền.
Các tăng sĩ sống rất thiếu thốn, nếu có ai bị sốt rét và hỏi xin thuốc, vị thầy chỉ nói, anh không cần thuốc, cứ tiếp tục tu hành. Nói cho đúng, thời đó thuốc men không đầy đủ như bây giờ, tất cả những gì họ có là những cây thuốc mọc trong rừng. Trong một môi trường như thế, chư tăng phải có sức nhẫn nại và chịu đựng rất lớn, họ không để tâm đến những thân bệnh lặt vặt. Bây giờ thì khác, đụng một chút là họ chạy tới bệnh viện. Đôi lúc bạn phải đi bộ trung bình từ 10 đến 12 cây số, bạn rời khỏi tu viện từ sáng sớm tinh mơ và có thể đến gần trưa mới về. Bạn cũng chẳng có được bao nhiêu, có lẽ chỉ một ít xôi muối hay vài quả ớt, dù bạn có được thứ gì để ăn với cơm hay không cũng không thành vấn đề. Không ai dám than đói hay mệt, họ không thích than phiền mà tập chăm sóc cho mình. Họ tu hành trong rừng với sự nhẫn nại và chịu đựng cùng với nhiều hiểm họa, luôn đe dọa. Ở chung quanh có nhiều thú dữ và rất nhiều chướng ngại, cả vật chất lẫn tinh thần đối với một tu sĩ hạnh đầu đà sống trong rừng. Thật vậy, sự nhẫn nại và chịu đựng của chư tăng thời đó rất cao do hoàn cảnh bắt buộc, trích lời thiền sư Arancha. Không tu thân, tề gia, không xứng đáng được tín nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, mới đây dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đang được Ban công tác đại biểu lấy ý kiến có nhiều điểm rất được dư luận ủng hộ. Theo dự thảo nghị quyết, ngoài các nội dung được đưa ra làm căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm gồm phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, việc chấp hành hiến pháp, pháp luật và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao. Đáng lưu ý, tiêu chí về sự gương mẫu của bản thân và vợ chồng con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Một người giữ cương vị lãnh đạo chức vụ cao trước hết là người biết tu thân. Tu thân là tu dưỡng đạo đức để luôn có được phẩm hạnh, phẩm chất cao, xứng đáng với người làm quan. Tu thân không chỉ là tôi rèn đạo đức mà không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ. Quan trí không cao thì không thể lãnh đạo, dẫn dắt, tạo ra được sản phẩm quản lý chất lượng cao. Quan trí không theo kịp dân trí thì nói làm sao dân nghe được. Cho nên không xôi kinh nấu xử, chỉ biết chăm chăm lo cái ghế, thì không trước cũng sau mất đi sự tín nhiệm của đồng nghiệp, của người dân. Nhưng người làm quan tu thân chưa đủ mà phải biết tề gia. Tề gia là dạy vợ con cũng biết tu thân như mình, có quyền lực, quyền thế dễ tạo nên một gia thế, thậm chí một gia tộc như quan lại ngày xưa. Chồng làm quan thì vợ thành quan bà, con cái thành cậu ấm thiếu gia. Thời nay dân gian gọi lớp người này là con ông cháu cha, đồng chí này là con đồng chí nào. Cha làm lãnh đạo mà con liên quan tới ma túy bị khởi tố bắt giam thì không xứng đáng được tín nhiệm. Cụ thể như trường hợp ông Nguyễn Văn Triệu, bí thư thành ủy Bảo Lộc bị kỷ luật khiển trách do thiếu trách nhiệm trong quản lý giáo dục dẫn đến con trai phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với những trường hợp tương tự đương nhiên không còn có sự tín nhiệm, nói cấp dưới không nghe, dân cũng không phục. Còn nhiều trường hợp khác, chồng làm lãnh đạo mà vợ ép phe kiếm lợi thì cũng không xứng đáng giữ chức vụ. Không ai tín nhiệm một người làm quan để cho vợ con tự tung tự tác. Cha mẹ có chức quyền, con cái lợi dụng, cậy thế cậy quyền làm ăn, đồng tiền đó cũng không phải là đồng tiền sạch, không sinh ra từ trí tuệ, từ bàn tay lao động, mà cũng là một loại tham ô. Không thể tín nhiệm quan chức cán bộ mà bản thân cũng như gia đình không gương mẫu.